Khoảng 5 năm nay, ông Nguyễn Văn Lộc ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, trồng cà phê không dùng phân thuốc hóa học mà chỉ dùng phân chuồng. Việc phòng trừ cỏ dại, ông dùng máy để cát thay vì phun thuốc diệt cỏ như trước. Với cách làm như vậy, cà phê phát triển tốt, cho thu hoạch hơn 4 tấn hạt tươi một hecta, tăng khoảng 1 tấn so với trước. Mình làm theo cái quy trình của công ty đưa ra. Đấy, để đạt thứ nhất là đạt tiêu chuẩn, thứ hai là đạt được cái tiêu chuẩn 4C của công ty đưa ra. Quy trình chăm sóc cà phê của ông Lộc cũng là quy trình chung mà hàng ngàn hộ nông dân khác ở tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện theo chuỗi liên kết sản xuất. Hiện diện tích cây cà phê của tỉnh Lâm Đồng khoảng 170.000 ha, cho sản lượng hơn 550.000 tấn một năm, vượt quá khả năng tiêu thụ nội địa. Do đó, các doanh nghiệp phải nỗ lực tìm thị trường xuất khẩu. Cà phê nội địa thực ra là không tiêu thụ bao nhiêu, chủ yếu là phải xuất khẩu. Cái cà phê này xuất khẩu thì mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như bà con rất là nhiều, mà có đầu ra luôn là ổn định. Bên cạnh nỗ lực tìm thị trường của doanh nghiệp, tỉnh Lâm Đồng cũng chủ động mời các tổ chức doanh nghiệp có uy tín trên thế giới đến vùng nguyên liệu của địa phương khảo sát, tiến đến hợp tác đầu tư. Tính riêng trong tháng 7 năm nay, đã có 2 đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ và Nhật Bản đến Lâm Đồng tìm hiểu về cà phê, chè, tơ tằm và các mặt hàng nông sản khác. Làm kết nối các sản phẩm, kể cả về thương mại, về dịch vụ, về du lịch, và trong đó kêu gọi một số doanh cái dự án đầu tư. Chính vì lý do đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc tổ chức cái này là rất lan tỏa và mang lại nhiều cái ý nghĩa. Nguyên tắc chung của thị trường mở, nơi nào có giá thành cao thì chất lượng sản phẩm cũng phải tương xứng, đáp ứng được yêu cầu đối tác đặt ra. Cụ thể như sản phẩm cà phê bột, nếu tiêu thụ nội địa có giá từ 120.000 đến 200.000 đồng một kg, nhưng nếu xuất khẩu qua thị trường châu Âu thì giá trị tăng lên rất nhiều lần.